bé chăn cừu. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé chăn cừu. Mỗi ngày, cậu bé đều nằm trên cánh đồng ngắm đàn cừu bình yên đang gặm cỏ xung quanh. Cậu bé chỉ việc canh chừng đàn cừu khỏi lũ sói đói và lùa cừu về làng khi trời sụp tối. Trước đó, mọi người trong làng đã dặn cậu bé rằng mỗi khi thấy lũ sói đến thì hãy hét to lên để họ chạy đến giúp cậu bé. Khi nào cháu gặp lũ sói, cháu phải chạy về phía dân làng rồi hét thật to để mọi người đến giúp cháu và đàn cừu nhé. Nếu không hét thật to, lũ sói sẽ ăn thịt đàn cừu mất. Bỗng một ngày nọ, cậu bé đang chăn cừu và cảm thấy buồn chán nên quyết định lừa mọi người trong làng một trò đùa cho vui. Suốt ngày cứ trông cừu thế này thì chán quá đi. Nằm ở đây chẳng có chuyện gì để làm, buồn quá. Để coi mình nên làm gì cho vui bây giờ nhỉ? Và ngay lúc đó, để làm vui vẻ cho mình, cậu bé đã hít một hơi thật sâu rồi la lên. Sói, sói, có sói đang đuổi bắt cừu, mọi người ơi giúp cháu. Nghe thấy tiếng cậu bé kêu to, những người dân trong làng phải bỏ dở ngay việc đang làm, chạy ngay đến để giúp cậu bé đuổi sói. Có tiếng của cháu bé chăn cừu kêu cứu vì có sói đến, mọi người ơi ra tay giúp cháu bé đi. Mọi người đều hối hả chạy tới, tay cầm khiên, cuốc, gậy gọc và hét to để đuổi sói. Đi đi lũ sói đáng ghét, tránh xa bầy cừu ra. Khi đến nơi, mọi người nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy lũ sói đâu cả, mà chỉ nhìn thấy cậu bé đứng đó. Khi không thấy lũ sói, mọi người trong làng đành phải về nhà sau khi đã đếm lại đàn cừu và chắc rằng không có con nào bị mất. Họ nghĩ rằng có lẽ sói đã hoảng sợ bỏ đi khi nghe thấy tiếng ồn từ xa. Trong khi đó, cậu bé thì cười thật vui vì nghĩ mình thật thông minh khi lừa được mọi người trong làng. Ha ha, vui quá đi, thiệt là không thể nhịn được cười. Ha ha ha, mọi người đã bị mình lừa rồi, mình thật là thông minh quá đi. Ngày hôm sau, cậu bé chăn cừu cũng buồn chán không có việc gì để làm ngoài việc trông coi đàn cừu. Cậu bé lại nảy ra ý định tiếp tục lừa mọi người. Đúng là chăn cừu chán thiệt á, chẳng có gì vui cả, chán quá. Hay là mình lừa thêm một lần nữa cho mọi người chạy lên đây, như vậy là sẽ vui lắm. Sau khi suy nghĩ xong, cậu bé liền hét lên và chạy về phía làng. Có sói, cứu cháu với, sói sẽ ăn thịt cừu của cháu mất. Một lần nữa, mọi người dân trong làng đều lại chạy đến giúp cậu bé đuổi sói. Họ nghĩ con sói lúc này đang rất đói nên họ cố gắng chạy nhanh hơn và tạo ra nhiều tiếng ồn hơn. Lũ sói độc ác, tránh xa bầy cừu và cháu bé ra, tránh ra, tránh ra. Khi nhìn thấy mọi người vừa hối hả chạy vừa la hét để lũ sói sợ chạy đi thì cậu bé lại bụng miệng cười thích thú hơn lần trước. Và khi đến nơi, người dân trong làng đều không thấy con chó sói nào cả, chỉ thấy cậu bé đang đứng cười. Ha 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 ha, thiệt vui quá đi, vui quá đi. Mọi người làm cháu vui quá. Nhìn thấy cậu bé cười ngất nên mọi người trong làng hiểu ra rằng cậu bé đang lừa họ. Và một trong số người dân đã nói: Này cháu, hãy coi chừng đó. Rồi sẽ có lúc lũ sói đến thật mà chẳng có ai đến cứu khi cháu cần sự giúp đỡ đâu. Nói xong, mọi người rủ nhau đi về trong tư thế rất bực mình cậu bé. Còn cậu bé nghe họ nói xong cũng chỉ biết cười thật to. Sói ở đâu mà đến cơ chứ? Mọi người đã bị mình lừa lần thứ hai rồi, vui quá đi ha. Rồi một ngày đẹp trời lại đến, có một lũ sói hung dữ tiến xuống cánh đồng. Lũ sói thật sự. Trong lúc cậu bé đang nằm ở một góc thì một con chó sói đã nhìn thấy đàn cừu đang gặm cỏ bèn xông vào. Lúc đó cậu bé rất hoảng sợ vì chưa bao giờ nhìn thấy một con sói nào to lớn đến như vậy và không biết làm gì để bảo vệ đàn cừu của mình. Quá hoảng sợ, cậu bé vắt chân lên chạy đi rồi dùng hết sức gọi toáng lên. Hu hu, sói, sói cứu cháu với, sói sẽ ăn thịt đàn cừu của cháu mất. Dù nghe rất rõ tiếng của cậu bé đang la lớn, sói, có một con sói thật đang đến. Nhưng mọi người dân trong làng chẳng thèm quan tâm và vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau. Chắc cậu bé đó lại lừa chúng ta nữa đó. Cậu bé đã cố gắng thuyết phục mọi người rằng lần này là một con sói thật.
Cứu cháu, cứu cháu vào bầy cừu của cháu với. Có lũ sói thật đó mọi người ơi, cứu cháu với. Dù nghe cậu bé nói với giọng run sợ, nhưng mọi người chỉ cười và bảo nhau: thôi đi, cháu đừng lừa mọi người lần nữa, không ai bị mất lừa của cháu đâu. Mọi người trong làng nghĩ rằng cậu bé lại lừa họ, nên không ai chạy lên giúp đỡ cậu bé cả. Họ đành bỏ mặc cậu bé, và đàn cừu thì bị lũ sói dí chạy hốt hoảng lạc mất vào khu rừng. Hoàng hôn xuống, mọi người dân trong làng tự hỏi tại sao không thấy cậu bé và đàn cừu trở về. Họ liền leo lên đồi để tìm cậu bé, và họ thấy cậu bé đang vừa khóc vừa nói: thật sự đã có một con sói ở đây. Bầy cừu đã chạy tan tác, cháu đã hô có sói, tại sao các bác không tới? Khi trở về làng, một cụ già đã khoác tay lên cậu bé và an ủi: sáng mai chúng ta sẽ giúp cháu tìm những con cừu bị mất. Không một ai tin kẻ nói dối, ngay cả khi họ đang nói thật đâu cháu ạ.